cùng thì mình sẽ tổng hợp lại với các bạn vài điều mà các bạn cần chú ý khi nuôi cá mùa mưa nha. Thứ nhất, đó là mùa mưa là cái mùa mà cá dễ bệnh. Thứ hai là sẽ dễ bị xâm nhập bởi vi khuẩn gây bệnh. Thứ ba là sức đề kháng của cá sẽ giảm xuống. Thứ tư là bạn nên hạn chế thay đổi nhiệt độ nước. Và thứ năm đó là chống nước mưa rơi vào hồ và tận dụng ánh sáng của mặt trời để giữ sức khỏe tốt cho cá. Sau mùa mưa thì sẽ là mùa hè, giống như kiểu là sau cơn mưa trời sẽ sáng và sẽ có cầu vồng vậy á. Nên là mùa hè là cái mùa mà cá vàng phát triển tốt nhất và lo lắng bệnh nó cũng giảm đi và cá nó sẽ bơi một cách khỏe khoắn nhất. Nên các bạn hãy nhớ những điều này để cá của mình vượt qua mùa mưa một cách an toàn nhé. Ok, video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video nha. Hy vọng thì các bạn có thể đón xem video tiếp theo ở lần sau nha. Chúc các bạn một mùa hè vui vẻ. Bye bye!